Vâng, xin chào quý anh chị các bạn nhé. Ở clip này thì Tuấn sẽ đi cập nhật bảng giá xe Toyota mới nhất vào thời điểm tháng 10 này. Hiện tại ví dụ như là ngay trước mặt quý anh chị đây là những chiếc xe Toyota Vios này. Vios bán ra thì với 3 phiên bản nhé thưa quý anh chị. Chúng ta sẽ có một phiên bản số sàn là 458 triệu đồng này. Phiên bản E số tự động là 488. Và phiên bản Vios G số tự động cao cấp nhất là 545 triệu đồng ạ. 545 triệu phiên bản G ạ. Thì ở Vios thì xe lắp ráp trong nước thì chúng ta đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Nên là hiện tại kèm theo tại đại lý đang được hỗ trợ thêm nữa là 30 triệu đồng tiền mặt cho thực quý anh chị. Giảm 30 triệu ví dụ phiên bản số sàn 458 trừ đi 30 là còn 428 triệu ạ. Giá xe bây giờ thì nếu mà lăn bánh 50% lệ phí trước bạ từ Hà Nội đến tỉnh thì gần như nó chỉ ngang bằng với giá niêm yết thôi. Ngoài ra thì quý anh chị vẫn được tặng như 1 năm bảo hiểm thân vỏ này. Và gói phụ kiện nó sẽ bao gồm 10 triệu nữa, ví dụ như dán phim cách nhiệt, toàn bộ các kính xung quanh xe và phần trải sàn da phía dưới, và kết hợp thêm cả lắp camera hành trình nhé thưa quý anh chị các bạn. Này. Nội thất ở đây là phiên bản E số tự động thôi, đây chiếc xe Toyota Vios. Và phiên bản thứ hai là chiếc xe Toyota Corolla Cross. Đây là hiện tại là một phiên bản hybrid với giá niêm yết là 905 triệu đồng ạ. Có một phiên bản máy xăng nữa, xe này thì nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan rồi, với giá là 820 triệu ở phiên bản máy xăng. Còn nếu quý anh chị các bạn lựa chọn màu trắng ngọc trai thì sẽ là cộng thêm 8 triệu giá niêm yết từ Toyota Việt Nam ạ. Này, gần như là về ngoại thất của những chiếc xe Toyota Corolla Cross, hai phiên bản giống nhau, nó khác nhau mỗi cái logo thôi ạ. Xe thì đều được tích hợp gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense rồi. Đây là phiên bản máy xăng đấy ạ, cục màu trắng ngọc trai, cam 360 hay các tính năng an toàn xung quanh xe, và dựa trên nền tảng cung gầm TNGA nữa. Xe thì rất chắc chắn nhập khẩu của chiếc Thái Lan ạ. Ở phiên bản 820 triệu máy xăng này thì đang được giảm giá tiền mặt là 20 triệu đồng nhé, và kèm theo là tặng bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện như Tuấn đã chia sẻ. Quý anh chị có nhu cầu mua Cross có thể liên hệ số hotline dưới góc màn hình hoặc để lại phần comment bình luận phía dưới ạ. Rồi, đây, ngay một chiếc xe cũng là Cross, thì đó là Yaris Cross. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc Indo nhé, thưa quý anh chị. Ở phiên bản này, phiên bản máy xăng với giá niêm yết là 650 triệu. Giá cũng khá là cạnh tranh trong phân khúc crossover hạng B rồi. Thì hiện tại Yaris Cross đang được giảm giá là 30 triệu đồng. Thì nó còn rơi khoảng 620 triệu. Lăn bánh ở tỉnh đâu đó nó rơi khoảng là dưới 700. Còn tại Hà Nội thì đâu đó rơi khoảng 710 đến 720 ạ. Này, Yaris Cross, trang bị của Yaris Cross ở phiên bản máy xăng chỉ có duy nhất một phiên bản nhé, nó đủ luôn ạ. Cam 360 này, tính năng Toyota Safety Sense này, đèn full LED này, nói chung là rất nhiều trang bị đã được trang bị trên xe rồi. Option, mâm xe đây, thiết kế thể thao ạ. Thì anh chị cũng có thể nhìn rất nhiều clip khác thì Tuấn đã chia sẻ rồi. Nội thất đấy, màu ghế da màu đen này, màn hình giải trí 9 inch, kết nối Android Auto và Apple CarPlay rồi. Điều hòa tự động này. Một chiếc xe cũng trong crossover hạng B nhá. Và phân khúc này thì chúng ta sẽ có của Yaris Cross phiên bản hybrid đó, 765 triệu đồng. Quý anh chị có nhu cầu cũng có thể liên hệ. Ở phiên bản hybrid thì thực sự là cũng ít xe hơn nếu quý anh chị có nhu cầu. Rồi tiếp theo là có thể là một vài chiếc xe Toyota Camry này. Camry thì hiện tại là đang bán chạy ở phiên bản 2.0Q với giá niêm yết là 1 tỷ 220. Còn đối với phiên bản 2.5Q sẽ là 1 tỷ 405 triệu đồng thưa quý anh chị các bạn nhé. Hiện tại thì Camry đang được giảm giá là 40 triệu đồng tiền mặt. Đó. Quý anh chị có nhu cầu có thể liên hệ ạ. Xe Camry thì bán chạy nhất trong phân khúc xe sedan hạng D rồi tại thị trường Việt Nam. Nó vượt qua các đối thủ như là Cross, Accord, Honda Accord này, hay là Kia K5. Tiếp theo nữa là những chiếc xe Toyota Veloz Cross này. Đây. Ở phiên bản Veloz Cross thường 7 chỗ này thì giá niêm yết của chúng ta là 638 triệu đồng. Còn ở phiên bản Veloz Cross phiên bản top cao cấp sẽ là 660. Veloz Cross thì đang được hỗ trợ giảm giá là 40 triệu đồng tiền mặt nha thưa quý anh chị các bạn. Giảm giá rất tốt những chiếc xe này lắp ráp trong nước ạ. Ví dụ phiên bản thường này thì còn là 598 ạ. 638 trừ 40 nhé thưa quý anh chị các bạn.
Thị Lộc. Giá đang rất rẻ rồi, quý anh chị có nhu cầu cũng có thể liên hệ nhé. Đây, tiếp theo đây phiên bản Vios này, màu đỏ này này. Xe hiện tại bên Tuấn đang rất nhiều xe đang giao ngay. Tiếp theo những chiếc xe Toyota Fortuner này. SUV thực thụ gầm cao cỡ lớn. Ở phiên bản máy xăng mà Tuấn đang quay hai cầu này là giá 1 tỷ 250 triệu đồng. Đây, phiên bản máy xăng thì đang được nhập khẩu của Indo. Có những chiếc xe máy dầu như phiên bản Legender này thì đang lắp ráp trong nước ạ. Fortuner thì cũng đang được giảm giá là 40 triệu đồng tiền mặt kèm theo bảo hiểm và phụ kiện. Nên quý anh chị có nhu cầu cũng có thể liên hệ ạ. Phiên bản thấp nhất là 1 tỷ 055 triệu phiên bản một cầu máy dầu số tự động đấy ạ. Xe lắp ráp trong nước thì đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ vào thời điểm tháng 10 nhé, thưa quý anh chị. Rồi bên cạnh là một chiếc xe bán tải bền bỉ nhất trong phân khúc và bán chạy nhất trên toàn cầu, Toyota Hilux. Với các phiên bản như là một cầu máy dầu số tự động đây Tuấn đang quay cho quý anh chị này. Ở phiên bản này là 706 triệu đồng, nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan ạ. Thuế trước bạ ở chiếc xe này là 7,2 ở Hà Nội, còn các tỉnh là 6% ạ. Hilux thì đang được hỗ trợ giảm giá cũng 30 triệu đồng tiền mặt nhá. Rất tốt. Cũng trang bị hoàn toàn mới ở phiên bản 2024 này rồi. Và phiên bản thứ hai, phiên bản hai cầu số sàn là 668 triệu này. Và phiên bản cao cấp nhất đó là phiên bản hai cầu số tự động Legender là 999 triệu đồng ạ. Quý anh chị có nhu cầu cần biết màu sắc này thì cũng có thể liên hệ hoặc để lại phần comment phía dưới. Thì Tuấn sẽ chia sẻ cho quý anh chị các bạn tất cả các mọi miền, các vùng để biết chi tiết hơn. Rồi bên cạnh tiếp theo luôn là một chiếc xe Toyota Innova Cross được nhập khẩu nguyên chiếc ở Indo ạ. Màu sắc thì Tuấn đã chia sẻ như có màu đồng, màu đen, màu trắng và đây là màu bạc. Ở Innova Cross thì phiên bản máy xăng là 810 triệu đồng ạ, giá đang hỗ trợ rất tốt rồi. Và phiên bản thứ hai là phiên bản Innova Cross Hybrid là 990 triệu đồng, tùy vào nhu cầu lựa chọn quý anh chị các bạn. Chiếc xe này được cải tiến hoàn toàn giống chiếc xe Highlander, một chiếc xe bán tại thị trường nước ngoài. Đèn full LED này, mạ chrome rất đẹp rồi nhé. Trải nghiệm rất tốt của Tuấn với chiếc xe này. Mâm xe thì Tuấn thấy cơ bản là vừa phải để nó di chuyển êm ái hơn. Nhiều quý khách hàng cho rằng nó hơi bé một xíu. Đấy, quý anh chị có nhu cầu về cả Innova Cross thì có thể liên hệ em Tuấn ạ. Vâng, tiếp theo là có thể là WeGo nhá. WeGo của bên Tuấn thì bản số tự động với giá niêm yết là 405 triệu đồng. WeGo cũng đang được hỗ trợ đó là 20 triệu đồng tiền mặt kèm theo gói bảo hiểm và phụ kiện ạ. Đây. Xe rất đẹp. Trong phân khúc nhỏ đô thị hạng A đây. Rộng rãi nhá. Thiết kế rất thực dụng của nhà Toyota với chiếc xe Toyota WeGo này. Vâng, tiếp theo là một chiếc xe SUV hạng A đô thị Toyota Ray với giá niêm yết là 498 triệu đồng ạ. Cũng đang được bản này là giảm giá 15 triệu đồng tiền mặt nhé. Và tặng kèm theo gói phụ kiện cho quý anh chị các bạn. Ray rất nhiều màu sắc ạ. Trắng, đen, này, xanh, này, vàng, này, đỏ này.